Rồi, xin chào anh chị nha. Hôm nay em lại dẫn anh chị đi xem 7.000 mét vuông ruộng, tức là 7 công ruộng. Đang kêu bán với giá là 250 triệu một công. Gặp trực tiếp chính chủ thương lượng nha quý vị. Đất đã có sổ riêng. Này ruộng này sau cái mùa này á cũng sắp thu hoạch rồi. Làm xong á là họ sẽ lên vườn hết nguyên cái ô này luôn. Nguyên cái khu này là người ta sẽ lên vườn trồng mít hoặc sầu riêng hoặc là bơ hoặc là cam chanh gì đó. Cái mảnh ruộng này á, người ta kêu bán với lý do là không đủ kinh phí để người ta lên. Trước giờ nó chỉ làm ruộng thôi, ruộng thì thu nhập nó rất là thấp nên là người ta không có cái khoản để người ta lên vườn. Thì sau cái mùa lúa này á là gube, là nguyên cái cánh đồng này luôn, là họ sẽ thuê gube lên hết. Rồi có những người mà người ta không đủ kinh phí lên, người ta sẽ bán. Giá hiện tại là 250 triệu một công. Địa chỉ mảnh đất này á, là ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha quý vị anh chị. Trước mặt chúng ta đó là một cái bờ kênh, một kênh nước. Thì con kênh này cái chiều ngang nó khoảng tầm 3-4 mét gì đó. Nó hiện tại thì đường chỉ là đường đi bộ thôi, chưa xe máy chưa vào được. Khi mà lên vườn rồi á, người ta trồng á, thì cái bờ kênh này, tức là cái bờ kênh riêng của từng miếng ruộng, nhưng mà thực chất ở dưới quê ở đây thì người ta sử dụng cái bờ kênh này làm cái bờ công cộng. Rồi sau khi lên vườn xong á thì người ta sẽ tiến hành cùng nhau làm cái con đường để xe máy đi vào được, để chở phân thuốc rồi vào. Rồi sau này mít hoặc là trái cây đã có thu hoạch để người ta thuận tiện người ta chở ra. Thì cái con kênh này, cái con đường này thì chắc chắn là phải làm. Nhỏ hay lớn gì thì mình chưa biết trước, thì có thể là làm nhỏ thì đủ xe máy đi thôi. Thì miếng đất này thì đối diện miếng đất là cái nguyên cái cánh đồng luôn, lớn lắm, là họ đã trồng mít rồi. Mít này khoảng 4-5 tháng gì đó, rất là xanh, rất là tốt luôn đó quý vị thấy đó. Mít rất là xanh, rất là đẹp. Khi mà lên vườn như vậy rồi thì giá nó không có 250 triệu công đâu nha quý vị, nó sẽ cao hơn rất là nhiều á. Thì mở đường đi xe máy vô được nữa là rồi, ok luôn, ngon lành. Hiện tại thì xe máy chưa vào được, chỉ đi bộ thôi. Từ chỗ này ra lộ khoảng tầm bao nhiêu ta, khoảng tầm 500 m, 500 m khoảng đó là ra tới lộ rồi đó. Nhưng mà thấy đó, đằng kia cũng có một miếng vườn lên rồi kìa, xa xa tới đằng kia đó, miếng ruộng rất là đẹp luôn, nó rất là vuông. Rồi, cảm ơn anh chị nha.